Hello, hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của ngày hôm nay của mình nha. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đến những vấn đề mà hầu hết tất cả các bạn muốn nuôi cá bê-ta chung với một số loại cá cộng đồng khác. Thì mình nên nuôi những loại cá nào và mình không nên nuôi chung với những loại cá nào khi mình có cá bê-ta trong hồ. Đầu tiên mình nói đến là những loại mà nuôi chung được với cá bê-ta. Cá bê-ta á, thì dĩ nhiên bạn nuôi chung cá bê-ta được. Hai con bê-ta sống chung với nhau được, nhưng mà bạn phải là hai con bê-ta mái nha, không phải hai bê-ta đực. Nó một đực nó mà vô một cái là nó quất nhau chết liền, hoặc là một con mái một con đực bạn thả vô nó cũng đánh nó chết, thì con trống nó còn sống rồi. Nên bạn nuôi chung với nhau á, thì bạn chỉ nuôi chung với cá mái thôi. Còn những loại cá khác ngoài cá bê-ta á, thì bạn hãy có thể nuôi như cá bình tích, cá bể màu đó, những loại cá hiền như vậy. Hoặc là bạn có thể nuôi một số loài như là cá khô bì. Cá khô bì là cái con này nè, đó nằm im câu khúc nè, con đó là một loại cá nó ăn ở dưới đáy và nó rất là hiền, nó không bao giờ nó đụng chạm với bất cứ là con cá nào, dù một con cá bé hơn nó nữa nó cũng không có dí mà nó đắm, tại vì nó chỉ ăn dưới đáy thôi. Rồi, đó là những loại cá mà bạn nên nuôi chung với cá bê tê. Còn những loại nào bạn không nên nuôi chung với cá bê tê, đó chính là những cái loại mà như cá ali. Một cái loại đó, loại cá đó nó thích sống theo một lãnh thổ, nó có nghĩa là một khu vực đó là nó muốn sống chỉ có một mình nó hoặc là một bầy đàn của nó, chứ những loại cá khác mà xông vô trong khu vực của nó sẽ đánh cho chết hoặc là nó cắn cho chết đó. Nhưng các bạn để ý kỹ, ở trong hồ cá này của mình có một số con ali đó, bạn thấy mấy con đó, nó là đấy, nó là ali đó. Nhưng mà tại vì mấy con này á mình nuôi chung được với cá bê ta á, tại vì nó còn bé quá, nó chưa có trưởng thành để nó có thể tập theo bầy đàn và sống theo lãnh thổ, có nghĩa là mỗi con nó có một lãnh thổ riêng nên mình nuôi chung được. Đợi nó mà lớn lên á thì mình cũng hết à, tại vì cái hồ mình cũng bự và mình không còn nhiều hồ để mình giữ bằng đó cá nữa, nên mình muốn gom lại mình một cái đó. Rồi, các bạn lưu ý những điều đó cho mình nha, đừng bao giờ mà nuôi cá bê ta với những loài cá mà hung dữ mà sống theo lãnh thổ. Bạn hãy chọn những quán nào mà cá cộng đồng. Cá bê ta tuy nó dữ như vậy đó nhưng mà nó sống rất là phù hợp với những con cá cộng đồng. Bạn thấy là cá bể màu nó hiền mà nó bé như vậy, cá bê ta đâu đắm đâu, nó bơi bình thường à. Đó, còn nếu mà bạn nuôi chung với những quả cá như ali á, bạn để vô á, bảo đảm cho với các bạn luôn, 1 đến 2 ngày, chắc chưa tới ngày nữa, cá ali nó quất các bạn chết liền, nhiều khi nó ăn thịt luôn á. Đó. Đó, rồi cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì về cách mình nuôi cá beta như thế nào, hoặc là muốn hỏi về ý kiến là những cái loại cá mà bạn sắp sửa chuẩn bị nuôi chung với cá beta nó có phù hợp hay không, thì cứ comment ở dưới cho mình nha, rồi mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết hơn. Các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký channel của mình nha, để theo dõi những cái video clip mới nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều.